Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Bi. Hôm nay thì Bi muốn chia sẻ với các bạn một món quà rất là đặc biệt từ YouTube đã gửi cho Bi. Thật ra thì Bi nhận được cũng hơn 2-3 tuần rồi, nhưng mà tại vì Bi dọn qua chỗ ở mới nên là không có mở ra được. Nên là Bi chờ đến ngày hôm nay khi mà dọn tới chỗ mới rồi, nhưng mà đồ đạc thì vẫn chưa có đâu ra đâu cả. Nhưng mà không sao, cái đó thì từ từ. Nên là hôm nay Bi quyết định là chia sẻ với các bạn cái món quà này từ YouTube nhé. Khi mà Bi nhận được thì Bi cũng đã biết ở trong đây nó là cái gì rồi, nên là Bi cũng không có muốn mở ra liền, bởi vì sợ mở ra rồi khi mà chuyển nhà thì nó sẽ bị vỡ, nên là Bi không có dám mở ra. Đến tận hôm nay thì Bi mới dám mở ra, mặc dù là nhà vẫn còn rất là bề bộn bừa bãi, chưa có dọn được cái gì cả. Sau khi mà Bi dọn xong thì Bi sẽ quay room tour hay là house tour cho các bạn xem. Nhưng mà Bi đã có quay ở bên vlog channel của Bi. Khi mà Bi dọn tới thì Bi có quay ở bên vlog channel. Thì nếu như mà các bạn chưa biết vlog channel của Bi là gì thì các bạn hãy mau mau click vào ở trên đây, hoặc là Bi sẽ để cái link ở phía dưới phần description box. Vlog channel của Bi tên là Mobi, nên là nếu như mà các bạn muốn xem Bi nhiều hơn thì các bạn hãy qua đó nhé. Dọn qua chỗ ở mới thì chưa có thời gian để mà trang trí background, nhưng mà cái background này cũng đã tạm ổn rồi, nó màu trắng thì nó làm mình nổi bật hơn. Và hồi đó thì lúc nào Bi cũng phải dùng cái đèn ở trước mặt đó, nhưng mà hôm nay thì không có dùng, tại vì ở trước mặt Bi là một cái cửa sổ to rồi, nên là khi mà Bi quay buổi sáng thì Bi không có cần dùng đèn. Yeah. Thực ra thì Bi chờ cái này cũng khá là lâu rồi, hình như là hồi tháng đầu tháng 2 thì Bi đạt được 100.000 subscriber. Bây giờ tháng 6 rồi, kiểu như chờ 4 tháng đó. Bây giờ thì Bi đã có 160 mấy ngàn subscriber thì nó mới tới. Vui quá. Thôi này, bấm cái hộp mà bấm xuyên thấu vô đây luôn. À, đây là một cái hộp YouTube, mở ra bên trong. Bên trong đây là một cái tờ giấy. Nếu như mà các bạn đã xem những cái video của các bạn khác á, thì các bạn cũng đã biết là y chang như vậy, thì có một tờ giấy là nói là mình đã đạt được 100.000 subscriber rồi, chúc mừng gì đó gì đó. Thì đó, đây là một cái tờ giấy của YouTube. Bây giờ đến phần quan trọng. Hy vọng mọi người đừng có vỡ. Yeah. Be sweetie YouTube. Chờ cái này lâu lắm rồi, bây giờ nó mới tới đây. Vui quá. Khi mà nhận được cái này thì Bi rất là muốn cảm ơn đến tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn. Nếu như mà không có các bạn thì Bi sẽ không có cái này, nên là một phần nào đó thì cũng là của các bạn. Thì Bi tạm là để ở nhà Bi để chân. Mỗi bạn thì đều có một cái phần góp nho nhỏ vào đây, nên là Bi mới có nhận được một cái này. Thì Bi rất là vui và Bi rất rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi. Mặc dù là dạo gần đây thì Bi rất là ít trả lời comment, nhưng mà thực ra tại vì Bi cũng khá là bận, tại vì một lớp thì phải đi làm, lớp thì phải về nhà dọn, chuẩn bị để mà dọn nhà qua chỗ mới, thì kiểu như mình có rất là nhiều việc phải làm. Và Bi nghĩ nếu mà Bi mà có con nữa thì chắc chắn là sẽ không
không biết là cái thời gian để mà làm YouTube nó nằm ở đâu, nên là Bi đang cố gắng kiểu như là Bi vlog nhiều hơn, để mà khi mà Bi đùng một cái Bi có em bé thì Bi vẫn có thể vlog cho các bạn xem. Thì đó là cái mà Bi tạo ra thêm một cái channel, vlog channel của Bi nữa. Khi mà nhìn cái này thì mình cảm thấy mình chưa tin được là mình đã làm được. Tại vì Bi có nói vui, nói đùa với chị Bi một câu là ráng ráng khi nào mà nhận được cái này là Bi không làm YouTube nữa. Thật ra cái lời đó thì chỉ là nói cho vui, nhưng mà trong lòng mình nghĩ là sẽ không bao giờ bỏ được, tại vì nó đã gắn liền với mình trong suốt một thời gian cũng khá là dài rồi, chứ không phải là 1 2 3 ngày rồi mình có thể bỏ. Nên là cái việc mà bỏ YouTube thì không thể nào rồi. Đối với Bi thì mình cứ làm hết mình đi. Không cần biết là người khác nghĩ như thế nào, mình cứ làm hết những gì mà mình có thể, khả năng mình làm được bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, mình cố gắng hết sức đi, rồi chuyện gì tới thì nó sẽ tới thôi. Bi thì không có suy nghĩ theo chiều hướng mà tiêu cực, chỉ nghĩ là sao cũng được, tại vì mình thích mình làm thôi. Nói chung là cũng trải qua khá là nhiều gian nan nhiều lời chỉ trích chê bai, nhiều ghét, và thế là đã nhận được cái này. Bi rất là cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cho Bi cái động lực để mà Bi làm nhiều hơn, để mà Bi nhận được cái này. Và đó là những gì mà Bi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay về cái nút bạc này. Nếu như mà các bạn chưa biết vlog channel của Bi là gì thì Bi sẽ để link ở phía dưới hoặc là ở trên này để mà cho các bạn xem. Cái vlog channel của Bi tên là More Bi, thì Bi sẽ quay đời sống hàng ngày của Bi nhiều hơn, và khi mà Bi dọn nhà thì Bi cũng có quay, và khi mà tới đây coi nhà, khi mà nhà vẫn còn trống thì Bi vẫn quay. Nếu như mà các bạn có hứng thú thì các bạn hãy qua vlog channel của Bi subscribe để các bạn có thể xem nhiều hơn nha. Và cũng đừng quên là subscribe channel này để các bạn có thể biết được khi mà Bi up video mới lên. Các bạn cũng đừng quên theo dõi Bi ở bên Facebook, Instagram và cả Snapchat nữa nha. Bây giờ thì Bi sẽ ngưng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out.